4 cách ôn thi môn văn đạt điểm cao thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Văn là một trong 3 môn bắt buộc cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia dùng để xét tốt nghiệp, đồng thời cũng là môn xét tuyển vào đại học. Vậy làm thế nào để có thể đạt điểm cao môn văn? Hãy xem 4 cách dưới đây. Theo chia sẻ của bạn thủ khoa kép Lương Thủy Vi, thủ khoa Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thì bí quyết ôn thi môn văn đạt điểm cao là mở đầu bằng một câu thơ hay lời văn, câu danh ngôn của các tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước có ý nghĩa gần gũi với tác phẩm được đề cập trong đề thi, nhằm tạo ấn tượng ngay từ đầu với cả giám khảo. Tiếp theo, chúng ta cần phải nói có sách mách có chứng. Về kiến thức, người học phải đảm bảo nắm vững những nội dung cơ bản của từng bài thơ, truyện có trong chương trình thi, dựa trên sự truyền đạt của thầy cô cũng như tìm hiểu qua các tài liệu khác nhau. Khi học, các bạn nên cố gắng nắm bắt những nét đẹp trên hai phương diện, nội dung và nghệ thuật của các chi tiết nghệ thuật có trong tác phẩm. Khi bạn phân tích bất cứ hình tượng nghệ thuật nào cũng phải gắn liền với nội dung và đương nhiên phải gắn với cả đặc sắc nghệ thuật, vì hai yếu tố này tương hỗ và làm nên vẻ đẹp hoàn thiện của một hình tượng trong thơ hay văn. Mỗi một hình tượng thường có nhiều cách hiểu khác nhau dựa trên sự cảm nhận của mỗi cá nhân. Các bạn có quyền phân tích tác phẩm theo cảm nhận chủ quan của mình, không nhất thiết phải tập khuôn theo bài giảng của thầy cô hay lối kiểu truyền thống trước đây. Sự sáng tạo trong lối bình luận của các bạn có thể mang lại những nét riêng, khó lẫn và chắc chắn ghi điểm trong mắt giám khảo. Tuy nhiên, dù hiểu theo cách nào, các bạn cũng phải đưa ra lời giải thích xác đáng cho luận điểm hay đánh giá đó. Có câu, nói có phách, mách có chứng. Các bạn đưa ra bất kỳ quan điểm nào cũng phải có lý lẽ rõ ràng, tường minh, thuyết phục. Nếu bản thân mơ hồ thì tốt nhất là không viết vào bài thi vì có thể sẽ có tác dụng ngược lại. Tiếp theo, chúng ta phải phân loại nội dung kiến thức. Trong quá trình làm quen với các kiến thức mới cũng như khi ôn tập tổng hợp, các bạn nên phân loại từng mảng nội dung kiến thức cụ thể. Ví dụ, chúng ta sẽ trình bày theo thời gian hay theo phong cách, theo trường phái nghệ thuật. Điều đó hữu ích vì các bạn sẽ có cái nhìn toàn diện, vừa tổng thể vừa chi tiết về các đối tượng kiến thức khác nhau. Đồng thời các bạn cũng có thể so sánh, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa tác phẩm này với tác phẩm kia. Mình có rất nhiều cách phân loại khác nhau khi ôn luyện các đơn vị kiến thức. Là học sinh chuyên sử, mình nhận ra sự gắn bó mật thiết của sự chuyển biến văn học Việt Nam, cụ thể là từ đầu thế kỷ 20 đến nay, và dòng chảy lịch sử vì những sự đổi thay của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội có tác dụng trực tiếp trở đến văn học nước nhà. Bản thân các bạn cũng sẽ nhận thức được điều này qua những bài học văn học sử. Trên cơ sở đó, mình sẽ có cái nhìn khái quát về khuynh hướng, chủ đề, đối tượng văn học cũng như lối diễn đạt của các tác phẩm trong thời kỳ này. Ví dụ, các tác phẩm thơ, truyện thời kỳ 54-75 thường hướng về bối cảnh chiến tranh, ca ngợi hình tượng anh hùng nhân dân vì đất nước chúng ta bây giờ, nhất là miền Nam ruột thịt đang sống trong mưa bom bão đạn của Bắc Mỹ. Mặt khác, các bạn có thể phân loại tác phẩm dựa vào khuynh hướng, hiện thực, lãng mạn, sâu xa hơn. Sự phân loại này cũng là nền tảng cho các bạn so sánh đối chiếu từng tác phẩm hoặc một số đề tài khác nhau. Lưu ý, so sánh bao giờ cũng bao gồm sự tương đồng và sự khác biệt. Tiếp theo, học văn như nấu ăn. Trong quá trình ôn luyện và thi văn thì kỹ năng đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó giống như để nấu một món phở với rất nhiều nguyên liệu khác nhau. Ví dụ, nội dung ôn thi của học sinh cả nước là như nhau, nhưng có người nấu mặn, có người nấu lạc, có người nấu vị thanh, lại có người nấu vị đậm đà. Hương vị món ăn thế nào đôi khi phụ thuộc vào khẩu vị của từng người ăn, nhưng trên hết phụ thuộc vào kỹ năng chế biến của người đầu bếp. Để đạt kết quả tốt nhất có thể trong kỳ thi tuyển sinh này, các bạn cần phải có nền tảng kỹ năng phân tích, giải thích, bình luận, so sánh, đối chiếu, biết kết hợp, vận dụng khéo léo trong bài viết để tạo lên sự đa dạng mới mẻ cho lối viết, tránh cách viết văn đơn điệu, một màu nhàm chán. Một khi đã viết văn thuần thục cộng với kiến thức bền vững, các bạn sẽ không bao giờ phải dập khuôn hoa văn mẫu hay tốn hàng chục đồng học thuộc tất cả những bài văn mẫu có sẵn. Cuối cùng, các bạn hãy hạ gục ban giám khảo bằng những chi tiết sáng tạo. Sáng tạo trong bài thi văn sẽ mang lại cho bạn điểm cao. Có rất nhiều yếu tố cấu thành nên sự sáng tạo, như lối diễn đạt hay, dẫn chứng mới mẻ,
bố cục, luận điểm, ngôn từ. Trong một đoạn văn, các bạn nên đa dạng hóa từ câu. Bên cạnh câu đơn, câu tường thuật nên dùng câu thức, câu cảm, câu hỏi tu từ nhằm tạo ra giọng điệu mới. Các bạn cũng nên sử dụng các dẫn chứng thực tế, gần gũi xã hội hay những chi tiết trong các tác phẩm thơ văn khác để so sánh và làm nổi bật hơn tác phẩm được yêu cầu phân tích. Song không nên dùng những dẫn chứng quá quen thuộc, quá nhàm chán. Bản thân mình khi viết bài nghị luận văn học, phần mở bài bao giờ cũng cố gắng dùng một câu thơ hay lời văn, câu danh ngôn của các tác gia nổi tiếng trong và ngoài nước có ý nghĩa gần gũi với tác phẩm. Điều đấy sẽ gây được ấn tượng với giám khảo ngay từ đầu. Và để làm được điều này, đòi hỏi phải có quá trình tích lũy kiến thức và đọc nhiều tài liệu tác phẩm văn học ngoài chương trình. Gặp lời thơ, lời văn nào mình cũng phải ghi vào sổ tay. Đây là thói quen cần thiết với bất kỳ bạn học văn nào. Và với bạn nào không có nhiều thời gian đọc sách, các bạn cũng có thể ghi lại những câu châm ngôn hay những từ trên những tờ lịch, mỗi ngày đọc một câu bình luận xã hội. Và điều cuối cùng, đó là cũng một điều quan trọng không kém, là hãy đọc nhiều sách nhé. Cập nhật tri thức mỗi ngày, đấy là một thói quen rất tốt cho các bạn cả về sau nữa. Mở rộng tri thức, mở rộng vốn sống, viết văn bằng trái tim ra rào cảm xúc và một cái đầu thật tỉnh táo nhé.